Vâng, các bác nhà mình ơi, Camry đúng là cứ phải đi 2.5 nó mới hết bài, hết vở các bác nhà mình ạ. Nó xăng nó tốn hơn con 2.0 một chút, nhưng mà đi nó êm, nó đầm, nó chắc, nó sướng các bác. Em Khương đang có một chiếc xe rất là đẹp đây. Vâng, con này chạy được 7 vạn rưỡi, gần 8 vạn. Chất xe thì rất là tươi luôn. Camry thì nó quá lành rồi các bác ạ. Vâng, giá chưa bằng một con Altis mới các bác ạ. Nhưng các bác nhà mình đã được sở hữu một chiếc xe Camry phân khúc D hết bài rồi các bác ạ. Đi con này thì nói chung là sướng thì không phải nghĩ, không phải bàn rồi các bác. Mà con này đi thì bao giờ nó mới hỏng các bác. Quan trọng là cái xe nó chất bác. Vâng, các bác chào em Khương một chút nhé. Em Khương sẽ giới thiệu cho các bác là mình một chiếc xe Camry rất là đẹp luôn. Rất là đẹp. Vâng. Dạ vâng, em Hoàng Khương, đỉnh cao của những chiếc xe chất lượng, có địa chỉ tại số 470 đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương. Xin kính chào các bác nhà mình trên mọi miền của Tổ quốc đang theo dõi clip giới thiệu những chiếc xe đẹp, những chiếc xe chất lượng của em Khương ạ. Vâng, các bác nhà mình ơi, bác nào mà đang định tìm mua cho mình một chiếc xe cũ, mà nhất là những cái dòng Toyota Camry, thì em Khương xin giới thiệu đến cho các bác nhà mình một chiếc xe Toyota Camry tuyệt đẹp luôn các bác nhà mình ạ, để các bác nhà mình lựa chọn. Vâng, và em Khương cũng xin thông báo luôn, chiếc xe Camry này là của em Khương là sản xuất 2015, nhưng chiếc xe này là đã là model của 2016, hình mặt ca lăng rộng, hình mặt cười là các bác này. Đấy, mặt đây là các bác đang mua giá trị của 2015, nhưng mà lại được hưởng quyền lợi form của 2016 các bác nhà mình ạ. Đó, đây các bác nhà mình nhá. Đấy, form mới 2016 này các bác này. Đấy, vâng. Nhưng em Khương chỉ bán cho các bác nhà mình với giá tiền của 2015 thôi các bác nhà mình ạ. Vâng, chiếc xe này của em nó là bản 2.5, bản cao cấp nhất của Camry các bác nhà mình ạ. Con này thì đây bác nào mà biển Hải, bác nào mà ở Hải Phòng này thì chiếc xe này biển nó rất là đẹp này các bác này. 91486 phát lộc, lộc phát luôn các bác ạ, 4 mùa phát lộc. Xe mới chạy được 7 vạn rưỡi, gần 8 vạn các bác nhà mình ạ. Bản cao cấp nhất đây các bác nhà mình ạ. Và Camry vẫn là đẳng cấp rồi đúng không ạ các bác? Có hơn 600 triệu một chút thôi các bác nhà mình ạ. Chưa bằng tiền một chiếc xe Altis mới các bác nhà mình ạ. Nhưng mà chất lượng thì còn rất là đẹp luôn các bác ạ. Nói chung kể cả Altis mới thì cũng không thể nào so sánh được với lại Camry mà đời 15-16 này các bác ạ. Nó là so sánh khập khiễng rồi. Camry thì đi nó đầm, đi nó chắc, cách âm tốt. Đi nó không cứng như là Altis các bác ạ. Đi nó không sóc như là Altis các bác ạ. Mà đi rất là đầm, rất là chắc các bác. Tại vì nó dài như thế này mà các bác. Dài, rộng, miên man, phân khúc D. Mà quan trọng là nó là đẳng cấp của những ông chủ rồi các bác ạ. Camry, những chiếc xe nó phân biệt đẳng cấp hết rồi các bác ạ. Các bác đi con Camry thì nó là hết bài của Toyota rồi. Xe Toyota thì quá là lành rồi đúng không các bác? Mà con Camry này nó cái option của nó hay lắm các bác ạ. Bản 2.5 này thì nó đầy đủ các option hết rồi các bác ạ. Đây các bác này. Như là cái tựa, cái phần tựa này các bác này. Các bác điều chỉnh được những cái ngả ghế này. Đấy, em ngả ở đây này, là em có thể ngồi dài rất là rộng. Miên man này các bác này, chân để ở đây. Duỗi. Hàng ghế sau là hàng ghế của những ông chủ các bác ạ. Bên này thì ghế điều chỉnh bên này. Điều chỉnh được cả những cái rèm này. Rồi là những các cái nghe nhạc, nghe ước ở hết trên này các bác ạ. Rất là tiện luôn. Hộp đồ cốp 2.5Q thì option nó là full bài rồi các bác. Nó rất là cao cấp rồi. Đấy, có cả rèm che nắng này các bác này. Vâng. Những chiếc xe mà thường thì những chiếc xe Camry này thì các bác cũng rất là dữ rồi các bác. Rất là dữ rồi. Không xưởng xã.
Cho nên là những chiếc xe mà đời 15, 16 nhưng mà nó đều vẫn rất là chất và đẹp luôn. Từ những cái lỉ này cũng còn nguyên bản theo xe rồi. Từ những cái phần bên dưới này cũng vậy các bác. Đây các bác này, từ những cái phần bên dưới này, lỉ yếc này, dài rộng miên man luôn các bác. Có hơn 600 triệu thôi các bác nhà mình ạ. Tí nữa em sẽ thông báo giá cụ thể cho các bác nhà mình nhé. Bây giờ các bác nhà mình hãy quan tâm đến chất lượng trước các bác. Vâng, em Khương sẽ cho các bác nhà mình xem cái máy trước ạ. Cái xe, những chiếc xe cũ là cái đời này là cứ phải xem máy trước các bác. Máy nó có đẹp, có chất thì các bác xem tiếp nó đỡ mất công các bác. Như em vẫn chia sẻ với các bác nhà mình rồi, thường những chiếc xe mà máy nó đẹp thì đương nhiên tất cả các cái nó cũng sẽ đẹp theo, như là gầm bệ rồi là mọi cái các bác. Vâng, thì đây các bác nhà mình ạ. Tất cả các bác nhà mình này, cổ phanh này, sáng choang nha các bác nhé. Cổ phanh rất sáng này các bác, từ con ốc này các bác này. Từ con ốc này các bác này, cái đời này nó sơn nó là vậy các bác. Ốc của nó có sơn như này đấy ạ. Này các bác này, sáng choang này các bác nhìn này. Từ các con ốc bên dưới này, các bác nhìn chưa, chưa có tháo vặn mở gì đúng không ạ. Từ những cái phần Oppo này, sáng đẹp này. Ra máy này các bác nhìn này, tươi nguyên này các bác này, sáng choang này. Keo này các bác này, nhà sản xuất này, vẫn còn nguyên này các bác này. Mặt máy này, đó. Này các bác nhé, các chi tiết bên dưới của các bác này, sáng choang, ốc vẫn bảy màu luôn các bác ạ. Đây, từng cái đai này cũng vậy này các bác này, từng cái đai ốc này, từng con ốc bên dưới kia cũng thế này các bác nhá. Đây, từng con ốc sâu bên dưới kia cũng vậy. Em quay rất là kỹ cái máy cho các bác nhé. Con xe này thì nói chung là nó rất là tươi rồi các bác. Đây các bác nhìn này, tất cả các chi tiết ốc nhái sáng choang luôn, từ các con ốc mặt sàn cò vẫn còn nguyên hết. Và từ các cái chi tiết này, những cái chi tiết, những cái cao su loạt đều rất là sáng và đẹp các bác nhé. Từ các cái con ốc của nó vẫn chấm sơn, vạch sơn. Máy con này thì rất là đẹp rồi các bác. Xe chạy có 7 vạn rưỡi thì nó là rất là ok rồi các bác. Này các bác nhìn này, tất cả các con ốc này. Vâng, và ốc của Camry, các bác nào mà đi Camry nhiều sẽ biết ốc mặt máy ở Camry nếu mà nhìn như này thì là như là mở rồi, nhưng không phải đâu các bác. Đấy là vết của nhà máy vặn đấy ạ. Còn đâu đây, cái gioăng này các bác nhìn này, gioăng nhà máy keo này còn nguyên này. Cái gioăng này thì không ai làm được các bác nhé. Vâng, và riêng trên chiếc xe đây các bác nhỉ, từng có ốc này sáng loáng luôn đúng không ạ. Xe rất là đẹp luôn các bác nhé. Xe chạy được có bẩn 7 vạn rưỡi xịn đấy các bác nhé, không tua gạt gì đâu ạ. Xe máy rất là tươi luôn. Từng các con ốc các bác nhé, các bác nhìn sáng choang luôn. Từ cái tem cái mác. Nói chung máy con này thì quá đẹp rồi các bác. Máy con này phải nói, phải công nhận các cái chi tiết máy rất là đẹp, rất là sáng các bác. Các bác nhìn sáng choang luôn đúng không ạ. Vâng, xin phép các bác, nếu bác nào mà đang xem mà em quay cái máy nó hơi kỹ một chút để cho các bác mà có nhu cầu thì các bác có thể xem kỹ. Và thì đây các bác nhé, cái đời 2016 thì nó hình mặt cười, trông nó mềm mại và nó đẹp hơn các bác. Từ những cái mạ lẹp lốc, mạ chrome Việt, nó đều chạy dài thẳng sang bên phía đèn đối diện. Và đây các bác nhé, đèn tất cả là bi xê lông hết rồi các bác, siêu sáng rồi. Cảm biến trước sau là đều có hết các bác nhé. Từng các chi tiết mạ đều sáng đẹp các bác. Và cái form 16 với form 18 thì nó giống nhau các bác. Có form 15 đổ lại thì nó khác. Các chi tiết đều sáng bóng các bác nhé. Đèn đòn đều đẹp. Các chi tiết mạ chrome cũng vậy các bác.
bản 2.5Q thì nó đã lên vành la răng 5 chấu rồi các bác ạ. Quá dài luôn đúng các bác. Có hơn 600 triệu đi con này thì nó là hết bài rồi các bác. Tất cả đèn đóm còn mới nguyên các bác nhé. Bác nào mà thích Camry thì tham khảo chiếc này của em. Vài ớt mới bây giờ các bác mua nó hơn 600 triệu rồi các bác ạ. Mà cũng chỉ là vài ớt thôi. Các bác đi nó thành cũ thôi các bác nhà mình ạ. Nhưng chiếc xe này thì nó là khấu hao hết rồi các bác ạ. Trước nó 1 tỷ rưỡi bạc. Bây giờ nó có bằng có gần như 1 phần 3 các bác ạ. Này các bác này. Còn mới nguyên các bác nhé. Các chi tiết sáng loáng luôn. Cảm biến trước sau đều có hết các bác nhé. Tất cả thảm nỉ cốp biếc là không có bị xù xì gì đâu ạ. Đồ đạc mới nguyên các bác nhé. Đây, các bác nhìn này. Đồ đạc mới keng luôn. Các chi tiết còn nguyên hết các bác nhé. Lốp sơ cua này vẫn còn nguyên. Cũng chưa hạ, chưa hủng gì đâu các bác ạ. Còn nguyên hết luôn. Và lòng trong cốp đều rất đẹp các bác nhé. Các bác nhìn này, lòng trong cốp đều rất sáng đẹp, không có han gì gì. Các bác cứ nhìn cái máy em Khương quay nó đẹp như vậy rồi mà các bác. Cái máy quay nó đẹp như vậy rồi mà. Thường cái máy nó đẹp thì tất cả gầm bệ rồi tất cả các cái nó sẽ ăn theo các bác. Cái máy nó đã xấu, nó đã han rỉ, ốc nhái nó đã han rỉ thì là các cái khác của các bác nó cũng không thể nào đẹp được đâu ạ. Các bác giờ mua con Atit mới cũng 700 mấy rồi. Mà cũng chỉ là cái bản thiếu thôi các bác ạ. Nhưng đây nếu các bác chỉ có hơn 600 triệu nhưng các bác mua con Camry này thì nó là hết bài rồi các bác ạ. Nó là chấm hết luôn rồi. Cao cấp nhất của phân khúc D rồi các bác ạ. Không còn chiếc nào cao cấp hơn rồi. Và tất cả các chi tiết táp ly táp biếc này. Lét căng các bác nhé. Đây ạ. Cái phần gỗ loa con này thì rất là hay rồi ạ. Loa con này nó là loa hệ thống loa toàn loa cao cấp rồi ạ. Đây các bác này, cái quang cửa này sáng choang luôn các bác nhé. Mới đét này. Từ cái tem cái mác này. Ghế là hai ghế là chỉnh điện hết rồi. Đằng sau cũng có chỉnh được điện các bác ạ. Thảm Camry nguyên bản từ lúc mới. Con này còn có cả sạc không dây này các bác này. Sạc không dây này. Hay cắm thẻ nhớ USB. Nói chung là đầy đủ hết rồi các bác ạ. Nó là bản cao cấp nhất mà. Loa con bản 2.5Q nó cũng rất là hay các bác. Nó đầy đủ, nó nhiều loa. Nói chung là tất cả các cái nội thất, táp ly, trần ước là đều rất là sáng đẹp các bác. Từ các cái vô lăng, hộp số cũng vậy ạ. Này các bác này, hộp số này. Start top thì đương nhiên rồi đúng không ạ. Cửa kính ước là đều dán phin hết rồi các bác ạ. Nói chung con này về là bác nào mua là cũng chỉ đổ xăng và chạy thôi ạ. Cũng không phải dán phin hay là phải làm gì cả đâu ạ.
bác chủ trước bác ấy đã lắp hết cho các bác rồi, thì về các bác chỉ việc sử dụng thôi ạ. Chưa lắm xe về, chưa dán phin về, các cái về là cũng phải dán phin nước lên cũng chục triệu cũng không ít các bác ạ. Táp ly ấy, led căng các bác nhé. Xe nó đẹp thì các bác nhìn từ những cái gong nó đều sáng như mới luôn ạ. Tất cả ghế nội thất chạy còn 2.5 nó sướng lắm các bác. Chạy 2.5 thì chỉ cần ga nhẹ một cái thôi là nó vút lên rồi, sướng lắm ạ. Chắc các bác, chắc chắc chắn. Vâng, cái xe cũ thì quan trọng nhất vẫn là phải là cái chất các bác. Các bác ấy sử dụng mà giữ gìn thì đương nhiên là các bác người dùng sau là các bác được hưởng nhiều nhất rồi ạ. Con này nhớ hai vị trí nhớ ghế này các bác này. Vô lăng này các bác nhé, tất cả các lốt phím này nét căng luôn các bác. Đây, các nút các phím đều nét căng luôn. Xe chạy 7.5 các bác, full công nghệ rồi các bác. Phần khúc D mà các bác không thiếu một công nghệ gì ạ. Bên này là ghế yếc là đã chỉnh điện, chỉnh yếc là bơm ghế hết rồi các bác. Tem mác đây ạ, không thiếu một cái tem mác nào đúng không ạ. Cánh cửa rất mới luôn. Vâng. Vâng. Thì vừa rồi em cũng đã lên sóng giới thiệu cho các bác nhà mình chi tiết một chiếc xe Toyota Camry sản xuất. Con này là sản xuất 2015 nhưng mà model phiên bản của 2016 các bác nhà mình ạ. Vâng. Và chiếc xe này thì đang được em Khương chào bán cho bác nhà mình với giá là 685 triệu đồng. Vâng, 685 triệu đồng. Bác nào mà quan tâm thì alo cho em Khương theo số hotline 0833 119999, hoặc đến địa chỉ số 470 đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương các bác nhà mình nhé. Đó, vâng, bác nào quan tâm thì hãy qua 470 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương để được lái thử và xem chi tiết các bác nhà mình nhé. Vâng, em cảm ơn các bác nhà mình đã theo dõi hết clip của em. Xin chào tạm biệt các bác nhà mình. Hẹn gặp lại các bác nhà mình ở những clip tiếp theo ạ.